Công an thành phố Hồ Chí Minh trình diễn nghệ thuật đặc biệt, diễu hành kỵ binh. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Việt Nam, Tổ quốc trong trái tim tôi và biểu diễn nhạc kèn, diễu hành kỵ binh phục vụ người dân. Tiếp nối chương trình mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 19 tháng 8 năm 2005, ngày 19 tháng 8 năm 2024, chúc mừng Công an thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tối ngày 17 tháng 8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Việt Nam, Tổ quốc trong tim tôi. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt các tiết mục văn nghệ hoành tráng tại chương trình mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19.8.2005, ngày 19 tháng 8 năm 2024. Trước đó sáng ngày 17 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2024 và 19 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 19 tháng 8 năm 2005, ngày 19 tháng 8 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ, chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Ngoài các tiết mục văn nghệ ca ngợi tự hào truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, chương trình còn có màn biểu diễn 52 thế võ Mai Hoa Quyền, biểu diễn tình huống giả định của lực lượng 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đã khắc họa những khó khăn, gian khổ, sự dũng cảm chiến đấu, hy sinh của lực lượng Công an Nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng. Qua ba chương, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Vì nước quên thân vì dân phục vụ, Vì bình yên cuộc sống, Vì hạnh phúc nhân dân. Chương trình nghệ thuật đã mang đến công chúng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng hoành tráng với chủ đề Việt Nam, Tổ quốc trong trái tim tôi. Qua các tiết mục nghệ thuật, các đại biểu và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cùng ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cùng nhìn lại những kết quả 55 năm lực lượng Công an Nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thích thú với những tiết mục đặc sắc tại chương trình, sau các tiết mục nghệ thuật là màn biểu diễn nhạc kèn và diễu hành kỵ binh phục vụ người dân. Màn diễu hành kỵ binh hoành tráng khiến người dân có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thích thú. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, được thành lập từ đầu năm 2020 nhằm huấn luyện, sử dụng ngựa phòng chống tội phạm. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh theo dõi màn biểu diễn nhạc kèn và diễu hành kỵ binh. Các em nhỏ được các chú cảnh sát cơ động cho ngồi lên lưng ngựa để chụp ảnh lưu niệm. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã biểu diễn ở nhiều dịp lễ lớn của đất nước, tuy nhiên đây là lần đầu tiên diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên người dân thành phố Hồ Chí Minh rất thích thú. Đoàn biểu diễn nhạc kèn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 17 tháng 8, người dân xếp thành hàng dài hai bên phố đi bộ để theo dõi.
quay phim khi đoàn cảnh sát kỵ binh đi qua.